Yes. Vâng, trận 2. Kata đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, cơ hội đây rồi. Cơ hội chính là đây. Lần đầu tiên bộ ba nguyên tử chó gà cá xuất hiện trong quần của Hồng Anh. Khán giả rất thích điều này. Vâng, chẳng nhẽ cứ đỏ mãi sao? Cũng phải có trận quần xấu chứ để mà xem có đưa về một cái thế là tịt hẳn dành cho Kata vào đây. Còn nay mà lại không tìm thấy quả vâng bóng, quả gì mà quả xa thế nhỉ, mặc dù là quả 7. Cách hai bóng nhà chính cho nó mát. Hiêu đầu là hiêu 6. Quả 7 hiêu 6, vâng chúng ta cùng xem Katarian chống sang kiểu gì. Vâng, bắt đầu đưa hiệu về dành cho game thủ Hồng Anh. Hơi chậm dần một chút do tìm ra bãi quả đầu là hơi muộn. Không sao, nó vẫn là quả 7. Bây giờ cần phải ép đời để chống. Quan trọng là Hồng Anh làm cách nào để mà có thể chống lại được Seng rồi. Vơ thì đánh cái gì? Cho vào để làm trò cười à? Cho vào để làm cho khán giả vui hơn đúng không? Thế không là chip bò thì đâu à? Xong đuổi cho nó ở nhà luôn đi, gì cho nó vào Nghệ An tốn tiền vé tiền về thôi, cần bao ăn ở thằng Nghệ An tốn vãi đái ra. Vâng, S đầu tiên nhân đôi dành cho game thủ Hồng Anh. Cố đầu là hơi xa. 6 mới đặt được S là muộn lắm rồi. Rất muộn. Vâng, lại còn bị tắc dân ấy. Vâng, vãi quả phụ dành cho game thủ Hồng Anh. Lại có xe giò để có thể tìm ra được nhà của đối phương. Nhưng đó cũng là một cái bất lợi khi mà đối phương có thể giò được nhà của Hồng Anh. Tôi không thấy có voi. Thiếu voi. Thực ra là ép cố thì vẫn được. Nhưng phải có thêm đồ thì nó sẽ khỏe hơn. Vâng, anh đang cố tìm thêm đồ ăn dành cho riêng mình. 24 dân và kích đời. Không được sớm. Đập lô thôi. Cơ hội để chúng ta thì vâng san bằng tỷ số 1 đều hay không dành cho HH khi được cầm xe. Và trận sau Hồng Anh Greg thì vui. Vâng, đây là bãi quả đập trúng lô. Nhưng vẫn là một map khoai dành cho Katarian khi phải đối đầu với xe. Map này phải thêm đôi voi nữa ở ngay gần với bãi quả phụ này. Có thêm hai voi và về kiểu ép đời mắc binh để xem Hồng Anh khai triển cái lối đánh như thế nào để đối đầu với Seng thôi. Còn cái bài đập lô và kích đời khá muộn như thế này thì khoai. Vâng, tôi đang thấy Seng đánh 26 dần. Phải chăng là đánh cung thủ phù? Nếu tôi không nhầm thì ông này thuộc rất nhiều bài và sẽ là bài cung thổi phù.
Ông anh cho ông anh xịt cửa luôn. Đánh đúng kiểu bựa. Đó, như vậy là 14-5 dành cho ông anh. Nếu cung thổi phù thì thực sự là khoai. Tầm sóc hai nhà bè đúng bắt đầu. Thủ một nhà phù là đủ để cho ông anh tím rồi. Tầm khoảng 4 giờ ăn vàng và lại có cái S nhân đôi ăn vàng thì mắc binh. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Vâng, đúng là cùng. Quan trọng có thổi phù hay không, chúng ta chờ xem. Con giò này vào chỉ có tắc tử thôi. Hai BL thì ông anh khoai trận này rồi. Tôi đã nhìn thấy vàng của đối phương. Và đúng là có ăn vàng hay không, chúng ta hãy cùng chờ xem. 2L vắt đều dành cho game thủ ông anh, nhưng đối phương khung xong nhà. Ông anh đang muốn đánh cái cổ trâu. Không, mặt này vẫn hở. Ok, vào chọc không. Ok, nghiệt. Chờ hai lạc đà thì đẹp. Ông anh hơi sai lầm trong turn vừa rồi. Vâng, có cung R. Hình như đang chờ đen cung R hoặc là cái gì đó. Nhưng không, đây là cung R ở phía ngoài. Đúng là có thủ phù nhưng mà... À không, có đào vàng nhưng mà hình như là không thủ phù. Bài đánh cung R thẳng. Bài đánh cung R thẳng. Có cung R thẳng là khoai nhá. Tôi đảm bảo với các bạn cung R thẳng là khoai nhá. Vâng, lại kiểu lom dom rồi. Thôi thôi, xong. Kiểu lom dom như này thì khó lắm này. Này, tôi biết ngay cái kiểu lom dom không thủ phù. Ai cái chặt được. Vâng, khá chất. Vâng, tơn chém 4 với Hồng Anh. Hồng Anh là cái hệ là sóc L cực đều và gom quân kinh khủng. Lăng hoằng vài cái ruộng bãi ăn hoang mà sao vẫn cứ đều được hai nhà L, và thậm chí vừa rồi là một pha nâng chém 4 tới từ game thủ Hồng Anh. Chớm con R ở ngoài là bị chém bay luôn, và các bạn có thể thấy không có bánh xe, bánh xèo gì cả. Tôi là tôi phay thẳng luôn. Chờ chém 4 ập vào một tơn với một pha vẩy e tiếp theo nào. Tích gỗ đi. Tích gỗ. Vâng, chuẩn bị lên xong chém 4. Các bạn có thể thấy đều 2L, chưa trượt tơn nào. Không có bánh xe. Mình không thích. Ai chà chà, vâng, vẩy e. Vẫn là vẩy e. Rồi, vẩy e. Khá chẳng chịt e. Và đó là Hồng Anh khi mà đây là chém 4. Đây là chém 4 và đỡ vào mắt. Vâng, các bạn có thể thấy rằng là top 1 người ta vẩy e cho khán giả chóng hết cả mặt. Biết nó vẩy e rồi, không làm được cái gì thôi. Chứ còn thành ra nó sẽ đứng hết dân thế này. Rồi, như vậy là lùi vào và vẩy e thì Hồng Anh tách con lạc đà của mình ra để ăn dân. Vâng, các bạn có thể thấy là top 1 người ta có những cái turn tách và sẽ cực kỳ mất tay. Siêu mất tay. Họ đảo lạc đà và đây là những turn tập trung vào kim dân tới từ Hồng Anh. Chứ không phải là những turn mà anh còn phải mải về nhà phát triển để đối phương có thể vẩy vẩy cái gì đó lại. Anh vẫn đang cố gắng chém. Vâng, đối phương vẩy e lại ư. Vâng, chém 4 nó chém cực đau và tôi nói thật với các bạn là nó điều luôn đấy. Nó điều luôn đấy. Vâng, nó điều luôn và nó chơi luôn. Không có thoát con nào cả. Vâng, được 4 con chạy về với đội này. Vâng, phá e mặt kia lạc đà nó lại tới rồi. Vâng, các bạn có thể thấy 4 con nông dân ở chỗ nhà L vẫn đang đứng chơi. Như ông anh quyết định phay. Không có giáp, như ông anh vẫn phay. Vì đây là chém 4. Vâng, một tuần phay khá liều mạng tới từ người cầm xe, như đó là người ta gọi là quyết định, gọi là không thể làm gì khác rồi. Vâng, này thì phay với chúng tôi này. Tỷ số sẽ là không có trận thắng dành cho Harad trong kèo xe này. Ông anh đánh quá bựa. Vâng, đi ăn hoàng thì vẫn không có bánh xe.
Vâng, HH sẽ rất tiếc trận thi đấu này khi mà đối phương còn không có bánh xe. Giá như tách được 1-2 con cung R đi móc máy thì câu chuyện bây giờ đã khác. Và nếu như mà là top 1 thì họ đã có cung R đi móc máy rồi. Vâng, các bạn có thể thấy nông dân đang cuốc bộ ra cái bãi quả an hoàng gần với nhà của Seng này. Anh chém bay hết tất cả. Bây giờ có lẽ xin thêm một con giò để đi quản map. Bây giờ Hồng Anh bắt đầu mới lên bánh xe này. Bây giờ bắt đầu mới lên bánh xe. Các bạn tin tôi đi. Vâng, và tỷ số sẽ là 2-0 trong kèo đấu Seng Giang đêm này. Khá đáng tiếc. Cung thổi phú, giời ơi. Cung thổi phù rồi lên giáp 4 rồi làm gì làm. Vẫn để top 1 nó đánh theo kiểu trâu lạc đà nó chém chết. Nghiệt.